các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Có nên ăn thực phẩm nhau thai? Calier là người sáng lập công ty Lancaster Placenta với một phòng thí nghiệm ở quê nhà Pennsylvania. Cô chế biến nhau thai mà các bà mẹ gửi đến thành viên nang, cồn thuốc và dầu dưỡng để phục vụ sức khỏe, làm đẹp cho phụ nữ sau sinh. Calia tự hào nhất về sản phẩm kẹo dẻo nhau thai của mình bởi chúng có màu hồng và lấp lánh, nó dành riêng cho sự nữ tính. Từ lâu, nhau thai được cho là có lợi ích sức khỏe đối với những người mẹ sau sinh như hỗ trợ sản xuất sữa mẹ, giảm tác động của chứng trầm cảm sau sinh và giúp chữa bệnh nói chung. Những người nổi tiếng ở Mỹ đã tiết lộ rằng họ sử dụng nhau thai bằng nhiều cách khác nhau. Mới đây, ngôi sao truyền hình thực tế Lowry còn đăng những bức ảnh về món sinh tố nhau thai được chế biến từ phòng thí nghiệm. Những người nổi tiếng đã thực sự giúp điều này trở nên phổ biến. Họ đã cho thấy nhau thai không chỉ dùng cho các bà mẹ sau sinh mà nó còn hướng tới phương pháp chữa bệnh tự nhiên hay làm đẹp. Julian Corona, sáng lập công ty chế biến nhau thai, đã có mặt ở 5 tiểu bang của Mỹ với nhiều khách hàng nổi tiếng. Cô cho biết, đến nay, chúng tôi đã thực hiện được 300.000 lần chế biến và đóng gói. Những người nổi tiếng và người có ảnh hưởng này thực sự đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh của tôi. Họ đã cho các bà mẹ thấy rằng sử dụng sản phẩm nhau thai là rất tốt. Khi hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Columbia, Melissa Wong nhận thấy nhiều bạn bè của cô đang tìm kiếm thông tin về việc ăn nhau thai. Cô nói, phần lớn y học Mỹ tập trung vào việc hỗ trợ mang thai và trước khi sinh. Nhưng khi đứa trẻ chào đời, chúng ta lại quên chăm sóc các bà mẹ. Điều này khiến tôi thành lập Blood Center Care. Công ty này chuyên nhận và chế biến nhau thai thành một lọ viên nang có giá khoảng $375. Các dịch vụ chế biến này hoạt động tương tự nhau. Trước khi sinh, người mẹ sẽ nhận được một bộ dụng cụ đựng nhau thai. Vào ngày sinh, thai phụ sẽ nói với y tá là muốn giữ lại nhau thai. Hiện chỉ có 4 tiểu bang cấp phép cho các bà mẹ có quyền được giữ nhau thai. Sau khi nhau thai đông lạnh, được chuyển đến công ty, nó sẽ được khử trùng, lấy máu và xử lý. Sau khi sấy khô, nhau thai được nghiền thành bột, dùng dưới dạng viên nang. Các viên nang không có hương vị và không có mùi, nhưng thỉnh thoảng cũng được chế biến với mùi trái cây, kẹo, cao su, nho hoặc chanh. Có nơi, loại bột này có thể được sử dụng để làm sinh tố, kẹo dẻo, bánh quy, v.v. Người mẹ dùng nhau thai như một chất bổ sung. Năm 2017, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã cảnh báo về việc sử dụng nhau thai sau khi có một em bé bị chẩn đoán nhiễm trùng liên cầu khuẩn do người mẹ ăn phải nhau thai bị nhiễm trùng. Người mẹ này đã ăn viên nang nhau thai khô. Người phát ngôn của Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ cho biết, Hiệp hội không có hướng dẫn cụ thể về ăn nhau thai, đồng thời đưa ra một nghiên cứu cho thấy không có bằng chứng khoa học nào về bất kỳ lợi ích nào của việc ăn nhau thai ở người và không có chất dinh dưỡng hay hormone nào của nhau thai được giữ lại để đóng gói có thể hữu ích cho người mẹ sau khi sanh. Trong một nghiên cứu khác, các nhà nghiên cứu đã xem xét khoảng 23.000 hồ sơ sinh nở và không tìm thấy nguy cơ gia tăng nào đối với trẻ sơ sinh của những bà mẹ ăn nhau thai so với những đứa trẻ có mẹ không ăn.